Xin chào các bạn của kênh Tech Trần TV. Ngay sau lưng tôi đây là sân tập của đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Indonesia đang có buổi tập cuối cùng trước khi chạm trán đội tuyển Việt Nam. Đây là những bước cuối cùng để thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể sẵn sàng thi đấu trận quyết định, có thể nói là quyết định với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Ở lần tập trung lần này, huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ không có 3 cầu thủ mới nhập tịch, nhưng mà họ đã bị chấn thương và tuy nhiên lực lượng của Indonesia cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngay sau đây sẽ là những diễn biến buổi tập của đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam vào ngày mai. Đây là những hình ảnh đầu tiên của buổi tập Indonesia chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam. Buổi tập được diễn ra trên sân Gaya Stadium, một sân vận động nhỏ nằm trong khuôn viên của khu liên hợp Gelora Bung Karno. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là Justin Hubner, một cầu thủ rất nổi bật của Indonesia, một cầu thủ nhập tịch. Mặc dù là nhập tịch thôi nhưng mà anh mới thi đấu cho đội tuyển Indonesia khoảng hơn một năm trở lại đây, nhưng Hubner đã là một phần không thể thay thế của trong đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Hubner là một tiền vệ có chất lượng của đội tuyển Indonesia. Còn đây là hình ảnh của các thủ môn. Đây là thủ môn có thể sẽ bắt chính cho đội tuyển Indonesia vào ngày mai, thủ môn Ari. Đây là huấn luyện viên Shin Tae-yong, là cái tên mà người hâm mộ Việt Nam luôn có rất nhiều sự quan tâm. Sau khi trải qua một quãng thời gian không mấy thành công với bóng đá Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong lại có được một thành công tương đối bất ngờ, ở giai đoạn cuối của hợp đồng giữa ông và Liên đoàn bóng đá Indonesia. Đó chính là chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, đồng thời có được tấm vé vượt qua vòng bảng của Asian Cup. Đây là thành tích đội tuyển quốc gia Indonesia đã rất lâu rồi mới có được. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hình ảnh của các cầu thủ. Trên màn hình của các bạn là cầu thủ Orat Mangon. Anh là một tân binh của đội tuyển Indonesia với một bộ râu khá là nổi bật. Orat Mangon mới hoàn thành thủ tục nhập tịch vào ngày hôm qua, nên anh sẽ không có mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Bung Karno vào ngày mai. Cùng với cả Orat Mangon thì đội tuyển Indonesia có một cái tên nữa cũng không thể tham dự, nhưng vẫn góp mặt trong đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong và để tập luyện. Đó là tân binh Thom Hay. Người ở phía bên phải màn hình của các bạn chính là Thom Hay. Anh cũng chỉ mới đây thôi, cũng mới nhận được hộ chiếu của Indonesia, chính thức trở thành công dân của Indonesia. Thủ tục nhập tịch của Orat Mangon và Thom Hay được diễn ra vô cùng nhanh chóng. Họ được chuyên cơ trở đến Jakarta. Lễ tuyên thệ được làm rất nhanh chóng và họ đã có đủ điều kiện để tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào lượt về khi hai đội tái đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Còn đây là hình ảnh của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đây có lẽ là hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy đặc biệt nhất trong buổi tập ngày hôm nay. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang tập sút với một trợ lý của đội tuyển Indonesia. Có thể thấy là kỹ năng với trái bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn còn rất tốt. Trước đây khi còn thi đấu thì ông cũng là một cầu thủ có thể nói là trụ cột của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Một
khoảnh khắc có lẽ là thư giãn rất vui vẻ của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Cú cứa lòng nhưng không đánh bại được người trợ lý của mình. Vào rồi, lần này thì ông Shin Tae-yong đã thực hiện thành công cú sút của mình. Có thể thấy rõ ràng huấn luyện viên Shin đang có một tâm lý rất là vui vẻ. Có vẻ là cũng không ông cũng không gặp nhiều áp lực lắm sau những gì mà đội tuyển Indonesia đã thể hiện, một sự tự tin ở chiến lược gia người Hàn Quốc. Sau một quãng thời gian rất lâu làm việc với đội tuyển Indonesia thì bây giờ huấn luyện viên Shin Tae-yong đã xây dựng cho mình được một đội hình tương đối ưng ý với những cái tên chất lượng. Thời gian để chúng tôi tác nghiệp trong buổi tập của đội tuyển Indonesia cũng có hạn thôi. Chúng tôi sẽ chỉ được tác nghiệp trong khoảng tầm 15 phút trước trận đấu, trước buổi tập. Trước khi buổi tập này diễn ra thì các phóng viên Việt Nam và phóng viên Indonesia đã có một trận đấu tương đối khá là vui vẻ. Nhưng mà cũng vì trận đấu này mà chúng tôi đến sân tập của Indonesia muộn vài phút so với dự kiến. Các phóng viên Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước các phóng viên Indonesia. Một điều khá thú vị là chúng tôi đã được thi đấu ở trên sân 11 người, khác hoàn toàn so với cảm giác mà thi đấu trên sân 7 đã quen thuộc khi ở tại Việt Nam. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam ngày mai cũng sẽ có một kết quả thuận lợi như vậy trước đội tuyển Indonesia. Và trên màn hình là rất nhiều cầu thủ, chúng ta thấy rõ ràng những cầu thủ nhập tịch có một sức vóc nhỉnh hơn so với hầu hết những cầu thủ gốc Indonesia còn lại. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong buổi tập của đội tuyển Indonesia ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận được theo dõi mỗi khi chúng tôi ra những video tiếp theo. Và đừng quên rằng chúng tôi sẽ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong chặng đường chinh phục vòng loại World Cup 2026. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.